Rồi hôm nay thầy hướng dẫn cách làm tinh thể muối sum phát ha, tinh thể muối ăn á. Rồi trước tiên chúng ta chuẩn bị một tờ giấy, muối ăn thì các bạn cứ ra ngoài chợ mua muối một bọc khoảng cỡ 4.000 5.000 đó, dễ gầy ha. Chúng ta mua xong đây muối ăn, sau đó chúng ta chuẩn bị một cái ly. Rồi cái ly thì ở đây chúng ta chuẩn bị nước, nước không cần nhất thiết phải là nước cắt mà chỉ là nước nước thường thôi. Thì em nào đi ra ngoài chợ mình mua một chai nước suối ha, chai nước suối. Xong mình đổ vô, được chưa? Đổ chắc cũng không được cần nhiều đâu ha, đổ ít thôi để chúng ta lấy cái tinh thể, mầm tinh thể ban đầu đó. Rồi sau đó chúng ta bỏ muối vô, bỏ muối vô nhiều thiệt nhiều luôn, được chưa? Bỏ nhiều vô, cứ bỏ nhiều vô đại không sao đâu. Rồi rồi sau đó chúng ta quậy lên thì quậy lên, và nếu như chúng ta pha nước nóng thì càng tốt, pha nước nóng thì nó sẽ tan nhanh, còn pha nước nguội thì chúng ta để khoảng cỡ 1 ngày sau, cho nó tan. Không nó tan thì ở dưới ra vẫn còn muối á, thì chúng ta bắt đầu lấy cái này chúng ta 1 ngày sau ha, ha. Chúng ta đem đi lọc. Thì cách lọc chúng ta lấy một chai nước suối ha. Chúng ta cắt cái phần này ra, được chưa? Cắt lên đây. Đây. Rồi sau đó còn phần đầu chúng ta cũng cắt cái phần đầu ra luôn, cắt phần đầu ăn ha, cắt phần đầu ra đây kìa. Đây chúng ta làm được như vậy nè, chúng ta để xuống và chúng ta chỉ cần tìm một tờ giấy nhiệt trình màu đen nè, tờ giấy này nè, tờ giấy màu đen, đừng có lấy tờ giấy trắng quá, tờ giấy trắng quá khó nó sẽ khó thấm á. Rồi chúng ta sẽ cắt nhỏ tờ giấy ra làm hai ha, cắt ra. Rồi chúng ta xếp lại để bỏ vô phía trong, tạo một cái hình giống như tam giác nha, chúng ta nhét vô đây, được chưa? Nhét chưa? Rồi thì lúc này chúng ta có một cái lỗ như này để chúng ta bắt đầu mới bỏ đổ nước muối, mà nước muối này nhớ chúng ta để khoảng cỡ 2 hoặc 3 ngày hoặc 1 ngày càng tốt. Rồi, rồi chúng ta đổ, chúng ta đổ như vậy, được chưa? Đổ như vậy thì bắt đầu nước nó sẽ thấm xuống, thời gian lọc nó khá lâu, lọc để cho nó thấm á, thì khá lâu ha, khoảng khoảng cỡ 6 7 tiếng gì đó. Nó chậm thì cũng chậm thì sạch, còn nhanh còn mau quá thì nó không sạch thôi. Nhưng mà tờ giấy này thì có khả năng, đây nước bắt đầu có ở dưới nè, nước bắt đầu thấm xuống nè, được chưa? Chúng ta đổ vô nữa, ta đổ nữa, được chưa? Đổ vô nữa, được chưa? Rồi
Khi mà chúng ta lọc như vậy á, thì thời gian nước bắt đầu thấm xuống từ từ xuống dưới. Nước từ từ chảy xuống dưới, được chưa? Đây, nước từ từ chảy xuống, được ha. Rồi chúng ta mới bắt đầu chờ khoảng phân nửa cấp này cũng được rồi, được không? Phân nửa cấp này, chúng ta bắt đầu mới ghi ghi ngày tháng của nó vô. Chúng ta lấy một cái miếng này đi ha, miếng này để miếng mấy cái miếng mà dán vô tiền đó, chúng ta ghi ngày tháng nó vô. Ví dụ như bữa nay là ngày ngày 9, ngày 8, ngày 9 tháng 1 năm 2017 đi ha, 9 ngày 10 gì đó, được rồi. Rồi chúng ta xong rồi chúng ta dán vô đây và để vô cái này, đem để vô tủ lạnh, được chưa? Để tủ lạnh, để vô tủ lạnh. Còn nước này để lát chúng ta khoảng cỡ nửa tháng sau chúng ta bắt đầu làm tiếp. Nhớ nha, nước nhiều nha, nước khoảng cỡ phân nửa này, được không? Rồi thì quá trình thầy đã để trong tủ lạnh nè. Cái này cũng là một cái chai nước suối. Nước C2 đó ha, thì thầy để trong tủ lạnh và được khoảng cỡ 2 tháng rồi đó. Thì nước nó còn bao nhiêu đây, cạn bao nhiêu nè, nước còn chút thì các em có thể lấy, bắt đầu chúng ta lấy mầm tinh, lấy tinh thể của nó ra được rồi đó, tại vì nước không cần cạn hết đâu, cạn vừa vừa thôi và có mầm tinh thể, được chưa? Rồi chúng ta lấy muỗng, chúng ta vét, được không? Đây, mầm tinh thể, được chưa? Mầm tinh thể của muối ăn, thì mầm tinh thể của muối là nó vuông vuông, nhớ nha, nó vuông lắm, vuông nha, giống như hình hình vuông vậy đó. Chúng ta lấy mầm tinh thể ra, được chưa? Đó, đẹp chưa? Ha, các em coi mầm tinh thể của nó, đây, những mầm tinh thể vuông, được chưa? Và thầy cũng có nuôi rất nhiều. Thầy nuôi tinh thể mua mầm trước rồi đó, nhiều lắm. Đây thầy nuôi, thầy để trong keo nè, trong keo. Thầy lấy ra một số mầm cho mấy em coi. Đây, những mầm tinh thể mới ăn, được chưa? Đây là những mầm sẵn nè, những mầm này sẵn, những mầm này ướt, những mầm này ướt mình để cho nó khô, nó khô thì nó sẽ giống như mầm bên đây, được chưa? Đây, những mầm bên đây. Rồi đây là những mầm tinh thể muối. Chúng ta có thể lựa một cái mầm nào mà nó vuông thiệt vuông á, tùy theo mắt chúng ta nhìn, được chưa? Hoặc phía bên đây, được không? Bên đây, đây có mầm tinh thể vuông nè, được không? Nằm vuông. Hoặc còn này, này cũng vuông, được chưa? Hoặc trong đây, đổ ra hết cho em coi ha, có những mầm vuông thì chúng ta lựa lựa một mầm nào vuông đó, chúng ta mới lấy chỉ buộc nó lại, được chưa? Rồi chúng ta lựa đại một mầm đi ha.
Đây. Hôm nay hay máu. Đây đổ ra hết cho. Đó. Còn trong đây nữa. Trong đây cái gói này là gói hút ẩm nè, để giữ cho muối nó luôn khô, nó sẽ không bị chảy nước ha. Cái gói hút ẩm. Gói hút ẩm này các em kiếm trong trong tự nhiên, trong mấy cái gói thuốc tây rồi đó, có đó. Rồi. Đây nè, những mầm tinh thể. Nhớ nha, những mầm tinh thể thường thường, mầm tinh thể muối nó sẽ khác với muối ăn đó, là nó sẽ vuông á, mầm vuông á. Mầm vuông, được không? Đây. Mầm vuông ha. Chúng ta lấy một mầm. Rồi. Hoặc là mầm nhỏ này nè, nhỏ, được không? Rồi. Rồi này. Lấy hai mầm này ha. Rồi. Sau đó chúng ta giữ hai mầm này để sẵn. Bây giờ lấy hai mầm đi, chúng ta mầm nhỏ cũng được, mầm nằm nào càng vuông càng tốt ha. Rồi chúng ta lấy chỉ, lấy một sợi chỉ ha, buộc nó lại đây kìa, buộc nó lại, buộc rút nó lại ha các em, rút lại. Rút rút lại. Đây kìa. Rồi. Chúng ta được đây là mầm tinh thể ha. Kéo nhiều ra, lấy sợi chỉ hơi dài chút. Rồi. Cắt bỏ. Chúng ta tìm một miếng giấy cứng. Giấy cứng, được chưa? Giấy cứng. Chúng ta cắt nó ra vuông, được rồi. Rồi cắt ra vuông và cắt thêm một miếng nhỏ nữa. Rồi miếng nhỏ này chúng ta cắt vô sâu một chút hai bên, đừng cho nó giữ sợi dây cho tốt thôi chứ gì hết. Rồi miếng lớn chúng ta khoét lỗ chính giữa. Rồi, cắt lỗ giữa. Rồi lòn sợi chỉ qua. Rồi, lòn sợi chỉ qua. Rồi. Rồi, phía bên đầu đây chúng ta buộc với quấn với cái miếng này. Được ha. Bên đầu đây quấn. Quấn, quấn vô cho nhiều. Quấn khoảng cỡ vài chục vòng gì đó, nó để cho nó sát vô trong đây luôn. Rồi, quấn dài vô nha. Quấn, này là thầy đang tạm thôi, quấn, mấy em quấn cho kỹ sát vô ha. Rồi, đây, chúng ta sẽ bắt đầu được một mầm mới. Rồi, cái này là mầm tinh thể đầu tiên, nhưng mà trước khoảng cỡ 30 ngày mà bắt đầu có mầm tinh thể đó, thì các em sẽ chuẩn bị một ly nước muối giống như hồi lần trước. Và pha muối y hệt luôn. Và chúng ta bắt đầu lọc lọc ly nước muối này vào một cái ly khác bự hơn, lọc vào ly khác bự hơn. Được chưa? Lọc vào ly khác. Chúng ta có thể lọc qua cái ly khác bự ha, lọc qua ly khác bự hơn. Thì giả sử đó. Nè, mình lọc lại thêm một lần nữa, nhưng mà lọc qua ly khác bự hơn. Và ly đó chúng ta sẽ lọc khoảng cỡ gần tới miệng luôn, được không? Rồi, khoảng 15 đến 30 ngày sau chúng ta hãy làm thêm một cái ly nữa nha. Ly nước đó là ly đó bắt đầu để nuôi tinh thể đó. Là muối khoai thịt giống như cách trước, giống gì hết. Rồi, trong quá trình làm thì thầy cũng đã chuẩn bị sẵn ly nước. Đây, ly nước thầy đã pha sẵn và thầy đã đang nuôi ha. Đang nuôi thì các em thấy quá trình nuôi tinh thể thì cái ly nước này được để trong tủ lạnh là khoảng cỡ
Tính ra khoảng cỡ 2 tháng đó. Thì chừng nào mà mấy anh thấy ở dưới đáy ly nước nè, ở dưới đáy ly nước có những cái tinh thể nhỏ nhỏ á, tinh thể nhỏ nhỏ lấp lánh á, bắt đầu có những tinh thể nhỏ nhỏ lấp lánh chiếu ha, thì chúng ta mới bỏ mầm tinh thể nãy vô, đây bỏ giống như nè, được chưa, bỏ vô đây thầy, đây thầy được mầm tinh thể đó ha, tinh thể muối thầy treo treo cái mầm này thì đã 2 tháng rồi mà mới được một cục nhỏ xíu nè, được chưa. Thời gian nhớ nha, chừng nào cái ly nước, ở trong đây nè có những tinh thể nhỏ lấp lánh nằm ở dưới đáy đó, được chưa, lấp lánh nằm dưới đáy chúng ta mới bỏ mầm tinh thể vô và nuôi. Nếu mà chúng ta bỏ vô sớm quá thì cái mầm tinh thể nó sẽ rớt, và nhớ cái ly nước này sẽ pha chậm hơn cái ly mầm tinh thể khoảng cỡ 1 tháng đi, rồi sau đó bỏ vô tủ lạnh. Chừng nào mà thấy gì, thấy bắt đầu có tinh thể kết tinh ở dưới đó chúng ta mới bỏ gì, bỏ cái mẫu tinh thể để vô để nuôi, được chưa. Đây mẫu tinh thể nuôi được khoảng cỡ 1 tháng hơn, được hơn chút xíu, được chưa, thời gian khá lâu á. Do đó các em chú ý quá trình nuôi, chúng ta nuôi bỏ vô chúng ta để trong tủ lạnh thì nó được, nó tạo mầm hơi nhanh hơn thôi, chứ còn để ở ngoài thì nó chậm thôi. Sau khi chúng ta được mầm tinh thể lớn chúng ta sẽ cắt ra và chúng ta làm cho khô và bỏ trong cái keo, chúng ta sẽ được mầm tinh thể. Và nhớ chúng ta sơn, nước sơn lên, lấy nước sơn móng tay mà độ nước sơn trắng á, nước sơn trong suốt, cái loại nước mà quét 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 mấy đứa nữ thường thường gọi là nước mà để cho sơn bóng á ha, chúng ta sơn lên mẫu tinh thể thì mẫu tinh thể nó sẽ được bảo vệ tốt hơn, không bị ẩm ướt, được chưa. Đây khá lâu nha mấy em, thời gian nuôi khá lâu.